Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xe con tài bóp hết con nhưng bánh vẫn quay thì có sao không? Chắc hẳn đây là một câu hỏi được rất nhiều anh em quan tâm, bởi nhiều anh em đặt ra câu hỏi rằng khi dựng trống đứng lên rồi vào số bóp sát cái tay con nhưng bánh sau vẫn quay. Câu hỏi được đặt ra như vậy, liệu xe có hư hỏng chi tiết nào hay không hay vẫn là bình thường? Sau một khoảng thời gian dài sử dụng, che con trên xe sẽ bị kẽn ra. Lúc này khi bóp hết phần tay con vào số 1 nhưng bánh vẫn quay. Như vậy nếu không khắc phục thì một khoảng thời gian bộ nồi xe của bạn sẽ mau hư hỏng. Nguyên nhân là bộ nồi không ngắt hẳn khi bóp hết cái phần tay con. Các lá con vẫn bám vào nhau tạo nên cái sự ma sát, làm những lá con mau mòn hơn và có thể cháy khi quá nóng. Nó còn làm mòn cả hộp số nhanh hơn. Tuy nhiên, ở một số trường hợp khác, việc bánh sau quay khi bóp sát con là điều bình thường, bởi cái bộ nồi ướt trên dòng sát con tài thì nó vẫn có một cái độ trì nhẹ nhất định khi vào số 1. Để khẳng định được là do con chưa ngắt hết hay có độ trì nhẹ thì anh em nên test thử bằng việc đạp phanh sau cho bánh dừng rồi hẳn thả ra. Nếu bánh giật mạnh và tiếp tục quay thì phải tinh chỉnh lại ở vị trí con và bộ nồi. Ngược lại, nếu thả ra mà bánh xe đứng hẳn rồi tiếp tục quay nhẹ thì các bạn cứ sử dụng bình thường. BMW S1000 ER208, một cái bản nâng cấp hồi tưởng trước khi bị khai tử, nhằm muốn lưu lại một số chút gì đó gọi là kỷ niệm cho cái huyền thoại mắt lé S1000 ER ở thời 2008 trước nguy cơ bị khai tử trong cái sự kiện của cái phiên bản năm 2009 sắp diễn ra. Một biker bên Thái đã không ngần ngại khoe con chiến mặt của mình bấy lâu nay. Hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng em ấy khi trước khi bị khai tử trong thời gian sắp tới nhé. Vẻ đẹp kiêu sa hốc hồn biết bao nhiêu biker còn khá lớn để lại dấu ấn trong một thập kỷ qua khi nhắc về cái chiếc S1000 ER. Tuy nhiên thật đáng buồn khi biết tin rằng trong cái sự kiện sắp tới tại Ý thì cái dòng mô tô đến từ Ý BMW Motorrad sẽ công bố một phiên bản 2009 và bỏ đi cái đôi đèn pha bất đối xứng truyền thống từ trước này. Dàn ngoài sặc sỡ hơn với gam màu vàng sporty, xen kẽ với đó là hàng loạt những phụ kiện carbon được đính kèm khiến nó không khu kém những cái chiếc Superbike nào hiện nay. Tăng thêm cái tính năng ở cái cụm điều khiển, hệ thống hiển thị thay đổi đồng hồ Alpha Racing. Bên tay lái trái, ta thấy được cái cụm điều khiển chức năng Shift Rim với khả năng phát sáng dạ quang cho ban đêm cũng đầy đầu cuốn. Kiểm soát bóp con thông qua cái trang bị cụm con Distip. Sau kỹ phần tay thì đây là công nghệ thiết lập phanh Brembo Rossi, cốc bình dầu CNC Racing, công tắc Shift Rim, cụm tắc Active và ốc gió Sabot. Cái dàn chân thì dạng người hơn với những chi tiết phụ tùng hàng hiệu, kể đến như hệ thống keo Holin, mâm bắc Cassini, đĩa Rakotex with A, phanh Rainbow Bidis, nước biển HK, piston vàng, dây dục S, ngắt dầu Sabot, và full up robot. Hoàn thiện chữ chuyển ống âm thanh với cái dàn ống xả Optim Racing. Và cận cảnh là hệ thống phanh sau đẳng cấp khi trang bị phanh Rainbow Bidis, dây dục S đầu công, đĩa Alpha Racing của vân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy tiếp nhấn like, subscribe.